Đây là trận công đài thứ nhất của lôi đài Migati kỳ 80 giữa tay vợt công đài là Trần Vinh và đài chủ là Phan Văn Thái. Trần Vinh là đã thắng 3 trận trong cái lượt công đài lần này của mình. Và trận đầu tiên là thắng đài chủ Chu Hoài Anh, sau đó là đài chủ Cao Trung Năm và đài chủ Lâm Văn Ti. Và đây là trận thứ tư của lượt công đài này của anh. Phan Văn Thắng là tay vợt nhưng về lối đánh phòng thủ thành công. Sử dụng gai dài ở mặt bên trái và gai mặt láng ở bên phải. Xét thứ nhất 2-1 thắng giao bóng. Một ba. Cái điểm mạnh của Trần Vinh là quả một là quả giao bóng, hai là quả bàn và thứ ba là việc xử lý bóng tương đối khéo léo. Điểm mạnh của Phan Văn Thắng là phòng thủ rất là dẻo dai và cái lối cắt của anh tương đối là biến hóa, tức là anh có thể điều chỉnh cái quả bóng cắt xoáy lên, xoáy xuống nặng mà nặng nhẹ. Nhưng mà nếu đối thủ mà không có kinh nghiệm quan sát thì rất là dễ bị sập bẫy và đánh hỏng. Đánh giá trận này thì là chưa biết vấn đề là ai ra người là bên nào khai thác được cái điểm mạnh của mình thì bên đó sẽ thú thắng. Rồi thì Trần Vinh liên tục là bạt hỏng bởi vì thắng cắt bóng lỏng, đưa em bóng lỏng, Vinh liên tục bạt hỏng. Tám hai, chín hai. Ôi trời ơi, đau đầu. Ta coi là bóng trước. Đúng không? Trước. Và kết thúc set thứ nhất tỷ số là 11-3 nghiêng về cho Phan Văn Thắng.